Chào mừng các bạn đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên nhá. Chào Dương Tùng nha. Mọi người ơi, xe SH5 cửa hàng có rất nhiều nhá. Chào Tùng Dương nhá. SH5 cửa hàng có rất nhiều luôn. Các đời từ 2015 này đến 2016 và đến tận 2021 nhá. Chào Trần Huy Hoàng. Chào Bùi Kim Việt Anh nha. SH chỉ từ 54.800.000 và cửa hàng đã có SH rồi nha. Chào Hoàng Doanh nha. Xe SH 2016 là xung quanh 60 triệu nó có xe mọi người nhé. Các con xe ở cửa hàng đều có thể sang tên cho mọi người nha. Chào Hoàng Thắng, chào Thúy Bùi Xuân nha. Xe SH1 cửa hàng có rất nhiều nha mọi người. Có đủ các màu luôn, màu xám bạc này, màu xanh nâu rồi màu đỏ đen. Hoàng Thắng ơi, bên mình sẽ gửi đường link cho bạn để bạn tham khảo nhé. Hai trắng cửa hàng có rất nhiều nha. Tất cả đời từ 2016, 17 này, 18 này, cửa hàng đều có nhé. Chị Xuân ơi. Chị Bùi Xuân Thúy ơi, cửa hàng đang không có con xe nào dưới 10 triệu chị ạ. Cảm ơn bà Ngọc nha, rất mong bạn ấy ủng hộ cửa hàng nhé. Chào Hòa Phạm nha. Mọi người ơi, cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mình ý. Bà Ngọc ơi, cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để mình tham khảo nhé. Select cửa hàng có rất nhiều nhé. Vision này, thủ tục trả góp nhanh lắm bạn ơi, chỉ từ 15 đến 20 phút thôi là lên hồ sơ xong hay là bạn có thể mang xe về rồi nhé. Chào Sơn Hoàng, chào Bảo Long nha. Vâng anh ơi, nhà em toàn hàng chất thôi. Cửa hàng đảm bảo máy zin máy nguyên cho khách nha. Không em ơi nhá, cửa hàng cam kết là không gọi điện cho người thân luôn nha. Đây, cửa hàng đang có một con hàng đang có xe đen nhám đời 2019 nhá. Chào Bảo Long nhá. Cửa hàng có rất nhiều dòng xe cho mọi người tham khảo luôn, từ Vespa, Liberty này, Grander, Ablet nhé. Chào Sơn Hoàng nha. Từ 16.900.000 là bạn có thể có xe Ablet rồi nhé. Chào Hòa Phạm, chào đội thay nha.
SH Việt mà có độ form nhập ấy, cửa hàng có rất nhiều nhá. Có con xe này là đời 2015 là 55.800.000 nhá. Mình Ninh Thiện ơi, cửa hàng có xe bạn nhá. Đây. SH125 đời 2020 2021 đây bạn ơi. Mọi người cứ để lại bình luận nhé, cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo từng con xe một tại cửa hàng nha. Đổi thay ơi, cửa hàng có xe Exciter 2010 nhé. Hôm nay cửa hàng live bên xe ga nên là sẽ không live trực tiếp cho bạn xem được ấy. Thì bạn cứ để lại bình luận, cửa hàng sẽ gửi link cho mình nha. Chào Trần Thạ. Mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ livestream để giúp cửa hàng nha. Có cửa hàng có rất nhiều dòng xe cho mọi người tham khảo nhé. Mọi người hãy đến 237, 289 và 238 Ngô Quyền mọi người nhé. Cửa hàng có hỗ trợ thủ tục trả góp cho mình luôn, rất tiện lợi. Bạn đến Ngô Quyền là thành phố Hải Dương nhé. Quê bạn ở đâu vậy? Xe lít cửa hàng rất nhiều luôn. Chỉ từ 14.800.000 là có xe rồi nhá. Xe rất mới luôn mọi người ơi. Chào An Vũ nha. Vision cửa hàng có cả xe mới lẫn xe cũ nha mọi người. Nếu mọi người thích Vision form cũ ấy, thì mọi người hãy đến 237 Ngô Quyền nhé. Còn mọi người muốn thích xe mới ấy, thì hãy đến 238 Ngô Quyền. Cửa hàng lúc nào cũng sẵn sàng đón chào mọi người nhé. Chào Mông Quang, chào Gia Khánh nha. Chào Lâm Nguyễn. SH cửa hàng có đủ màu luôn, từ màu xanh tím này, màu đỏ đen, màu trắng đen hoặc là màu xám. Cửa hàng đang có một con SH màu xám đời 2021 nhé. Chào Hương Giang nha. Mọi người ơi, mọi người muốn tham khảo dòng xe nào hãy để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình. Tất cả dòng xe của cửa hàng đều có thể được hỗ trợ trả góp và sang tên bất cứ lúc nào mọi người nhé. Nơi tìm về ơi, cửa hàng bán tất cả dòng xe luôn nhá, từ xe số, xe ga đến xe phân khối lớn nhá. Xe mới cửa hàng đang có bạn ơi. Chào An Vũ, chào Nguyễn Xuân Tuyến nha.
Lâm Béo ơi, cửa hàng sẽ gửi đường link Vespa cho mình nhé. Cửa hàng đang có Vespa xe cũ ấy, xe còn rất mới luôn. Đây, mình quay cho bạn xem luôn nha. Cửa hàng đang có con 28.800.000 chủ thành phố. Cửa hàng đang có mấy con xe ga dưới 20 triệu như là xe Ablet này, hoặc là xe Nissan này. Đây, cửa hàng đang có con này có 16.900.000 xe Ablet đời 2012 nhé. Bên cạnh là con xe Lít này, giá 14.800.000 đời 2012. Anh ơi, cửa hàng em có SH125 CBS đời 2018 nha. Bây giờ em sẽ quay cho anh xem ạ. Chào Bùi Tuấn Anh nha. Lâm Béo ơi, con Jeep đấy là 16.500.000 nhá. Jeep còn rất mới luôn anh ơi. Mình có thể tham khảo con Jeep đấy ở cái đường link, qua đường link cửa hàng gửi cho mình nhá. Mình tham khảo con SH trắng đời 2018 nha. Xe còn rất mới luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nhé. Thì cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy thì hãy để lại bình luận. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình chi tiết cụ thể luôn. Mọi người muốn tư vấn vấn đề gì ấy, thì có thể là để lại Mọi người muốn tư vấn thì có thể lại số điện thoại ấy, thì cửa hàng sẽ tư vấn cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người nha.